về cảnh này cho mọi người xem. Mình mới đi ra mình lấy cái bẫy lâu à, hôm nay mưa mình không có đặt mọi người, đem cái bẫy chim mồi đầu bạc ra, mình quay qua mình coi thấy cái bẫy này dính nhảy nhảy một con không biết luôn. Đi lại câu thì phát hiện trong đây người thấy gì không, đó thì ra là hai con, một con kia đã tử vị đó. Đây là cái thành phần mà đã giết chết một cái con chim vô bẫy này đó, lú cái đầu ra dưới đây nè, lâu dữ lắm rồi. Ơi dữ ơi, cắn mình luôn rồi, dữ quá. Này hổ dọa anh rồi, không độc, nó chui ra không được nên nó nhả cái con chim là trở lại. Con này chừng 4-5 lạng gì. Cái bẫy này mình từng dính hai con gần 1 ký, mỗi con gần 1 ký. Mình gốc ngoài này nè, lúc trước mình làm gốc ngoài này mình chưa làm cái dạng này, mình lúc trước làm cái đó có cái ai có coi cái gốc đó, đó. Bảy chim lục đảo gốc này nè, này nó trống rồi. Không ngờ mình đẩy lên cao như vậy mà nó dính luôn á mọi người. Đây là mình gỡ ra đi rồi, mình gỡ cho mọi người xem. Chuyển mưa tới rồi, cho mát bạn cho mọi người coi nè. Đây để mát đi. Mình sẽ rút ngược nó lại nè. Hay sao? Dữ nè, cắn bọc 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 con này sống cho hết nổi rồi mọi người, dưới lỗ lưới quá. Đây à, em là tử nguy mà nuốt nó nuốt hay ghê quá. Thôi mình không quay cho mọi người coi, nuốt đắng lình luôn này.
Chim gì á, chim chim sâu à. Chim cắn rắn. Con này không bự lung mọi người. Sắp lọt rồi. Con này quấn. Con này không có độc này. Không độc đi. Nếu mình bắt tay thấy. À, cái bẫy này của mình là giống nhiều loại chim sáo này kia rất là nhiều, người quan tâm thì cứ liên hệ. Cái này bẫy tự động mọi người coi, ai đã xem thì cách làm như thế nào là cũng nhiều người đặt lắm, mà mình kích lớn quá mình không có gỡ bưu điện được chứ. Ở gần gần thì mình có gỡ nguyên cái được. Hôm nay mọi người kêu gửi miếng, gửi từng miếng rồi tới về người ta ráp chứ này bự. Làm hỏi mình gửi mấy lục bình là bằng nửa giá tiền luôn. Ví dụ lục bình nó 6-700 mà gửi gần 5-600 lục bình một mét mấy á. Còn này thì chưa có gửi không biết, nhưng mà bự này tốn tiền dữ lắm mọi người. Tự động vô con này là vô con khác nữa. Bỏ hôm nay chú lâu quá nè, cũ nè, mà không có thăm tại biết hết chú là người nó vô ngon chứ. Nó vô hang chim rồi, con này nó vô nó ăn chim cao lắm rồi. Ngay chỗ này đó, cao là ngay góc đó chị, mà cắn bên này nó qua nè, bên kia mấy cái nếp cỏ này nó qua nè. Người thấy đói ăn. Mọi người có quan tâm cái bẫy thì cứ để lại số điện thoại comment cho mình, mình sẽ tư vấn cho. Nếu gần thì mình giao hàng cho các bạn, xa quá có thể mình sẽ gửi từ đầu món ha. Rắn còn dính nè mọi người ha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Thấy hay chia sẻ cho mọi người cùng xem mọi người.